Thậm chí vấn đề là, như tôi đã bảo lần trước, dù quý vị là ai, quý vị luôn phải trả những gì quý vị nợ, hoặc là những điều sai trái quý vị đã làm cho người khác hay ai đó đã giúp đỡ quý vị trong kiếp này. Quý vị phải đền đáp bằng một ân huệ hay hành động nào đó. Quy luật là như thế. Nhưng tại sao điều này phải xảy ra? Chính xác, tại sao? Quý vị có lẽ hỏi tôi tại sao? Tại sao Đức Phật, Ngài là Phật, chúng sinh cao đẳng nhất, tại sao ngay cả Ngài mà cũng phải chịu một loại đau đớn hay buồn khổ và khó khăn nào đó? Sao Phật mà lại làm bất cứ điều gì sai trái, thậm chí trong tiền kiếp khi tái sinh làm người hoặc một số loài vật đặc biệt? Tại sao? Có ai biết không? Làm sao Phật mà có thể làm điều gì đó sai trái trong tiền kiếp? Hoặc Đức Mahavira cũng vậy, lại làm điều gì đó không đúng? Sao lại như vậy? Con nghĩ vì giao ước Minh Sư đã ký. Phải, cũng có điều đó nữa. Các ngài hứa cứu mọi chúng sinh. Cứu mọi chúng sinh. Được, giỏi, giỏi, tôi hiểu cô muốn nói gì. Là như thế đó. Đức Phật đã thành Phật hàng ức kiếp và hàng ngàn và hàng tỷ kiếp rồi. Nhưng rồi Ngài giáng trần trong hình dáng con người. Hoặc sau đó Ngài tiếp tục tái sinh mãi cho đến khi Ngài thành Phật trở lại, thành Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong tất cả những lần tương tác với chúng sinh khác trên địa cầu này, hoặc trong thân người, hoặc thậm chí là thiên đế trên trời, luôn có những hành động và tương tác giữa Đức Phật hay vị minh sư nào với các chúng sinh khác. Và những tương tác này phải được thực hiện theo như kế hoạch, giống như một vở kịch, như một tấn tuồng đã được viết như vậy. Như vậy mỗi người phải đóng vai nào đó, dù xấu hay tốt, nếu không thì không thể có mặt trong vở kịch, vở tuồng đó. Đức Phật, chúng sinh cao đẳng nhất trên thế giới này, cho dù Ngài tái sinh làm người, Ngài phải làm điều gì đó sai, thậm chí trái với lương tâm Ngài. Ngài đã phải làm như vậy, Ngài buộc phải làm điều đó, bằng không Ngài không thể ở đây trên địa cầu để làm người. Do đó, một số chuyện về tiền kiếp của Đức Phật, Ngài đã làm điều gì đó trái với lương tâm Ngài. Tôi có nói quý vị rồi, vì bị ép buộc bởi sự sắp xếp của nghiệp quả. Vì nếu không có cho và nhận trên địa cầu, bất kể xấu hay tốt, quý vị không thể ở lại đây, không thể được. Vì vậy, nếu có người hỏi tôi, thưa sư phụ, con vừa hết nghiệp, bây giờ con muốn chết, con muốn đi Niết Bàn, muốn chết, tôi cũng không thể đáp ứng. Và nếu quý vị hết nghiệp, dĩ nhiên quý vị chết, nhưng tôi cũng không thể làm vậy. Quý vị phải sống hết thời gian của mình, giống như một tù nhân trong một nhà tù. Mặc dù ông ấy có luật sư tốt đã biện hộ cho bản án của ông, và ông ấy sẽ sớm được tự do, nhưng trong lúc làm thủ tục giấy tờ hoặc quy định hợp pháp, mấy thứ như vậy, ông ấy vẫn cần ở trong nhà tù và hành xử y như mọi tù nhân khác, tốt hoặc xấu như vậy đó.